Xin chào bạn, ngày hôm nay mình sẽ tô con lợn các bạn nha. Mình sẽ tô con trâu cho các bạn xem nha. Như vậy video của mình đến đây là kết thúc rồi. Sản phẩm con mèo đây các bạn ạ. Đây là sản phẩm gấu cuốn vuông nhọn nha các bạn ơi. Đây là sản phẩm chú cuốn con. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nha. Mình sẽ tô màu sản phẩm tê giác hai sừng đoạn dài. Còn đây mình sẽ tô màu sản phẩm chú chó phốc nha. Còn đây mình sẽ tô màu sản phẩm con lừa con. Vậy như vậy
là màu top mình đang tô màu xong. Các bạn thấy có đẹp không? Mình các bạn thấy đẹp và thấy hay, hãy cho mình một lần like và đăng ký kênh của mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Còn lại mình đã tô màu xong, các bạn thấy đẹp phải không? Nếu các bạn thấy đẹp và thấy hay, hãy cho mình một lần like và lần đăng ký kênh của mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Còn ông trong trẻ mình đã tô màu xong, các bạn thấy là đẹp không? Nếu các bạn thấy đẹp và thấy hay, hãy cho mình một lần like và lần đăng ký kênh của mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hello, xin chào các bạn. Ngày hôm nay mình sẽ tô màu. Ông đi lấy mặt các bạn nha. Mình sẽ tô. What? Xin chào bạn, ngày hôm nay mình sẽ tô màu cô phục vụ các bạn nha. Đây là mình sẽ tô. Xin chào bạn, ngày hôm nay mình sẽ tô màu nữ bác sĩ các bạn nha. Chào các bạn, hôm nay mình sẽ tiếp tục đi tô như vậy video của mình đến đây là kết thúc rồi nha. Mình xin chào tất cả các bạn. Sản phẩm chúng cho phốc của mình nha các bạn ạ. Đây là sản phẩm con lửa con nha các bạn ơi. Để ra khai sở. Xin chào tất cả các bạn. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình nha. Đây mình sẽ tô màu sản phẩm con nhím cho các bạn xem này. Còn đây mình sẽ tô màu sản phẩm con ngựa hỗ nha các bạn ơi. Chúng cho con các bạn cùng bạn xem nha.
Các bạn như vậy là cô phục vụ mình đã tô màu xong. Các bạn thấy có đẹp không? Nếu các bạn thấy đẹp và thấy hay, hãy cho mình một lượt like và đăng ký kênh của mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn ơi, như vậy là mình đã tô màu xong ông đi lấy mặt rồi. Nếu các bạn thấy đẹp và thấy hay, hãy cho mình một lượt like và đăng ký kênh của mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Như vậy là nữ bác sĩ mình đã tô màu xong. Các bạn thấy có đẹp không? Nếu các bạn thấy đẹp và thấy hay, hãy cho mình một lượt like và đăng ký kênh của mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều.